xin chào vị thính giả. Dạ vâng, xin chào chương trình ạ. Vâng, xin mời chị đặt câu hỏi ạ. Dạ vâng ạ. À, em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là cô cháu ạ bị đi khám thì được kết luận là bị viêm đường hô hấp trên mạn tính ạ. Vâng. Sau đó thì có bị amidan ấy, thì cứ khi mà cháu thỉnh thoảng dở dài thì cổ họng cứ bị sưng mà bị sốt ấy ạ. Vâng. Thì có uống theo đơn của bác sĩ rồi nhưng mà cháu đang nghe chương trình thì có thấy giới thiệu đến sản phẩm tiêm huyết thanh ấy, thì trường hợp của cô cháu như thế thì cô sử dụng được không ạ? Cháu thân mến, trường hợp của cô của cháu ấy, mà viêm amidan và viêm đường hô hấp trên thì nếu mà dùng được cái sản phẩm tiêu kết thanh kết hợp với thuốc được thì rất tốt. Bởi vì tiêu kết thanh, cái thành phần của chính của nó là rẻ quạt này kết hợp với bán biên niên, sói rừng và bồ công anh đều là những cái sản phẩm thuốc thảo dược hết cháu ạ. Và nó làm cho tiêu viêm rất là mạnh và nó giúp cho khỏi bệnh nhanh hơn. Cho nên dùng kết hợp cháu ạ nhé. Dạ vâng ạ. Dùng từ 3 đến 6 tháng thì tốt. Thuốc tây thì không bị chồng chéo gì cả. Và tác dụng rất tốt. Dạ vâng ạ. Thế như trường hợp của cô cháu thì sử dụng khoảng bao nhiêu lâu thì có hiệu quả? Thường thường là cháu dùng từ 3 đến 6 tháng cháu nhé. Dạ vâng ạ. Thì nó kết quả tốt.